Lịch sử lớp 9 bài 28, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam năm 1954-1965. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. 1. La Mã, tình hình nước ta sau Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, Pháp rút khỏi miền Nam. Mỹ nhảy vào đưa tay sai lên nắm chính quyền ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của chúng. 2. La Mã, miền Nam đấu tranh chống lại chế độ Mỹ diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến tới đồng khởi năm 1954-1960. 1. Đấu tranh chống lại chế độ Mỹ diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng năm 1954-1959. Trong 2 năm đầu, nhân dân miền Nam đấu tranh dưới hình thức đấu tranh chính trị, chống lại Mỹ diệm, đòi chúng thi hành Hiệp định Geneva, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. Từ những năm 1958-1959, Mỹ diệm tiến hành khủng bố, đàn áp phong trào, mở các chiến dịch tố cộng, diệt cộng, phong trào đấu tranh chuyển sang kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. 2. Phong trào đồng khởi năm 1959-1960. Từ năm 1957-1959, Mỹ diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng miền Nam, ra sắc lệnh đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật, thực hiện đạo luật 10 năm 9, công khai chém giết những người vô tội khắp miền Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang. Diễn biến từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương, lan rộng khắp miền Nam, tạo thành cao trào cách mạng với cuộc đồng khởi, tiêu biểu ở Bến Tre. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, cuộc đấu tranh của nhân dân Bến Tre bùng nổ và thắng lợi. Từ Bến Tre, phong trào đồng khởi như nước vỡ bờ, lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ. Ý nghĩa, phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo ra bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 3. La Mã, miền Nam chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ năm 1961-1965. 1. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam được tiến hành bằng quân đội tay sai do cố vấn Mỹ chỉ huy, dựa vào vũ khí, kỹ thuật và phương tiện chiến tranh của Mỹ. Được sự hỗ trợ của Mỹ, quân đội Sài Gòn mở những cuộc càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược nhằm tách dân khỏi cách mạng, tiến tới bình định miền Nam. Tiến hành phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn mọi chi viện cho miền Nam. 2. Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Trên mặt trận chống bình định, phá ấp chiến lược, đến đầu năm 1965, số ấp chiến lược chỉ còn 1/3. Đấu tranh vũ trang, đánh bại nhiều cuộc càn quét của địch, tiêu biểu là trận ấp Bắc Mỹ Tho tháng 1 năm 1963. Năm 1964-1965, ta giành nhiều thắng lợi ở miền Trung và miền Nam. Đấu tranh chính trị, các cuộc đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử và quần chúng buộc Mỹ phải bỏ Ngô Đình Diệm. Tiếp theo, lịch sử lớp 9 bài 29, cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mỹ cứu nước năm 1965-1973. Các bạn nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.